Tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo về, giàu nhanh như vũ bão. Vâng, xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì mến chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, năm 2021 là một năm có rất nhiều những biến động và không có nhiều thuận lợi đối với những người tuổi Canh Thân nữ mạng. Vậy năm 2022, mọi thứ có được thay đổi theo chiều hướng tích cực hay không? Trong chương trình xem tử vi cho tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 nữ mạng, năm 2022 nhâm dần, quý vị sẽ biết rõ hơn về vận trình tài lộc cũng như là công danh sự nghiệp của mình. Phần luận giải tử vi cho tuổi Canh Thân nữ mạng được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia phong thủy hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, sẽ giúp cho quý vị biết được thiên cơ, nắm bắt được những điều tốt đẹp, tránh xa những vận hạn xấu trong năm 2022 nhâm dần. Và qua đó thì giúp quý vị biết được những sự kiện quan trọng về công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên. Từ đó thì quý vị sẽ chủ động hơn trong việc làm ăn, cũng như thực hiện các mối quan hệ trong xã hội. Sau đây sẽ là phần luận giải lá số tử vi chi tiết cho tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 nữ mạng, trong năm 2022 nhâm dần. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, năm 2022 nữ mạng, áp lực vì đồng tiền. Tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, năm 2022 nữ mạng nhìn chung nên chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân nhiều hơn, đừng để bản thân phải làm việc quá sức. Tổng quan tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, năm 2022 nữ mạng. Tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, năm 2022 nữ mạng ra sao? Năm nay vận số của Canh Thân nữ mệnh không mấy khả quan. Bạn bị ảnh hưởng bởi thái tuế, đa số người tuổi này đều có một khoảng thời gian khó khăn trong năm nay. Năm 2022, nữ Canh Thân tròn 42 tuổi, cuộc sống gặp khá nhiều rắc rối, sự nghiệp và sức khỏe đều lênh đênh như là bèo trôi. Năm nay bạn phải nỗ lực gấp đôi năm cũ để giảm bớt ảnh hưởng của hung tinh lên vận số của mình. Chính vì bị cục diện xung thái tuế ảnh hưởng khiến cho vận trình của năm luôn bấp bênh, bất ổn. Vậy nên thầy Gia Cát có khuyên mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế của năm. Thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất của năm. Năm 2022 nhâm dần do Hạ Ngạc Đại Tướng Quân cai quản, khi luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để trong túi, trong ví hay sau ốc điện thoại để tỏ lòng thành kính, nghênh đón ngài để được ngài che chở độ mạng. Sự nghiệp đánh giá 3 sao. Trong năm nhâm dần 2022, sự nghiệp của nữ tuổi này có chút gập ghềnh. Dưới sự cản trở của thái tuế, bạn dễ dàng rơi vào tình trạng bế tắc trong công việc, đau đầu vì lắm việc, đặc biệt là những bạn đang là nhân viên văn phòng có thể bị hung tinh làm cho sự nghiệp trì trệ, ì ạch. Bằng lý do này hay lý do khác, hễ có chuyện xảy ra, nó không chỉ làm giảm tiến độ phát triển của cả công ty mà thậm chí có thể nảy sinh ra bất mãn với đối tác và đồng nghiệp. Nữ Canh Thân năm nay phải nỗ lực gấp đôi trong sự nghiệp, nghĩ cách phá bỏ những hạn chế trong công việc, đừng để cho bản thân quá bị động, nếu không sẽ rất bất lợi cho sự phát tài, phát lộc. Ngoài ra, bạn cũng có thể trông chờ vào sức mạnh của các tinh thiên giải để giúp bản thân thoát khỏi khó khăn càng sớm càng tốt. Tài lộc đánh giá 3 sao. Đường tài lộc của những người này trong năm nhâm dần 2022 có chút xấu, bị ảnh hưởng bởi hung tinh đại hao và báo vĩ, cho nên bạn khó có lộc. Đặc biệt là về thu nhập chính, do sự nghiệp sa sút nên nữ tuổi Thân khó có thể duy trì thu nhập ổn định trong cuộc sống hàng ngày. Vì lý do này, nữ Canh Thân phải tìm cách khác để kiếm tiền, giúp cho cuộc sống đỡ bấp bênh. Tiền tiết kiệm cũng khá yếu ớt, do một số người chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý tài chính nên hãy tránh đầu tư trong năm nay. Nếu không, sẽ rất dễ bị hao hụt tài sản. Để khai mở cung tài lộc và kích hoạt cho cung quan vận cũng như sự nghiệp trong năm 2022, quý gia chủ tuổi Canh Thân hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, khi mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở và độ mạng, giúp cho vận trình công việc sự nghiệp thuận đà phát triển, từ đó tài lộc ùn ùn kéo đến với gia chủ tuổi Canh Thân. Tình cảm đánh giá 4 sao. Vận trình tình cảm của người tuổi Thân 42 tuổi trong năm nhâm dần 2022 tương đối ổn định. Mặc dù năm nhâm dần là năm bạn bị dính hạn thái tuế, nhưng may mắn thay có các tinh giải thần xuất hiện để bảo vệ mặt tình cảm của bạn.
Vì vậy mà tình cảm của những người đã kết hôn về cơ bản không chịu sự can thiệp quá mức từ thế giới bên ngoài. Người độc thân cũng có thể khá yên tâm hơn về đường tình duyên của mình. Năm nay là năm hạn thái tuế, thay vì lo lắng về vấn đề tình duyên, tốt hơn hết là bạn hãy tập trung nhiều hơn vào công việc và kiếm tiền, tình cảm hãy tạm thời dẹp sang một bên. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, năm 2022 nữ mạng, vận trình sức khỏe không ổn định. Sức khỏe của bạn trong năm nay thực sự gặp phải trở ngại. Không chỉ đầy rẫy mối lo về thể chất mà vấn đề an toàn cá nhân cũng rất đáng lo ngại. Nữ Canh Thân nên chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân nhiều hơn nữa. Đừng để bản thân phải làm việc quá sức, vất vả. Đồng thời nên tránh ra ngoài một mình vào ban đêm, đề phòng những nguy cơ tiềm ẩn, các mối nguy hiểm. Trong năm nay, Thầy Gia Cát cũng khuyên gia chủ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Đây chính là pháp khí phong thủy dành cho người tuổi Canh Thân. Sử dụng bộ tam hợp quý thần của mệnh chủ Canh Thân để chiêu mời quý nhân, tăng cường sức khỏe và sự hòa hợp trong gia đạo, trong cuộc sống cũng như công việc. Hung Cát, hung tinh năm 2022 tuổi Canh Thân gặp hung tinh Báo Vĩ, Huyết Nhận, Đại Hao, Lan Can, khiến cho mọi mặt của cuộc sống trở nên hỗn độn. Cát tinh, năm nay bạn có cát tinh thiên giải, địa giải, giải thần trong sự nghiệp và mối quan hệ cá nhân. Vì vậy Canh Thân không phải quá lo lắng, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc và cẩn thận, tránh những ảnh hưởng các sao xấu và hạn thái tuế chiếu vào cuộc sống thì vẫn có thể hy vọng hóa giải được những điều xui xẻo dựa vào những cát tinh. Tử vi từng tháng, tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, năm 2022 nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1 đánh giá 3 sao. Do tác động của thái tuế, tháng này bạn vẫn chưa thể cảm nhận được sự náo nhiệt vui vẻ của mùa xuân thì đã xui xẻo. Đi đâu cũng gặp vận hạn, số phận gập ghềnh. Tháng 1, hãy làm việc, cố gắng giữ kín mồm mép, giữ an toàn cho thân mình, đừng khoe khoang quá nhiều. Hãy làm tốt công việc của mình, điều này có thể giúp bạn tránh được rất nhiều ảnh hưởng của thái tuế. Tháng 2, thời gian từ 5 tháng 3 năm 2022 đến 5 tháng 4 năm 2022, đánh giá 3 sao. Vận trình tình cảm của Canh Thân sinh năm 1980 có phần sa sút trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh mà tình duyên của bạn lắm tai bay vạ gió, dẫn đến mâu thuẫn hoặc nghi ngờ giữa mình và bạn đời, tình cảm vợ chồng xuống cấp, đường tình rối ren, dễ xảy ra ly hôn, chia tay. Hãy tăng cường giao lưu, trao đổi giữa hai bên, điều này có thể giúp bạn tránh được xui xẻo đường tình. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Bị ảnh hưởng bởi đại hao, thu nhập của bạn trong tháng này rất gập ghềnh. Bạn bị ảnh hưởng bởi sự khủng hoảng trong sự nghiệp, thậm chí còn có thể đối mặt với bi kịch mất việc làm. Vì vậy, Canh Thân nên chú ý nhiều hơn đến vận may sự nghiệp của mình trong tháng này, chăm chỉ làm việc, đồng thời bảo vệ tài lộc và sự an toàn, tránh để các sao xấu làm tổn hại đến của cải. Tháng 4, đánh giá 4 sao. Bị ảnh hưởng bởi lan can, hung tinh, bạn có những thay đổi lớn về tính khí trong tháng 4, có xu hướng tỏ ra bất cần và vô lý từ những chuyện nhỏ nhặt khiến cho những người xung quanh phàn nàn. Các mối quan hệ xã hội của chính bạn cũng trở nên rất tồi tệ từ đó mà ra. Trong tháng này khuyên các bạn tuổi Thân nên học cách kiềm chế tính khí và điều chỉnh tâm lý, biết quan tâm đến những người xung quanh, không được xấu tính, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân và ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân. Tháng 5, đánh giá 2 sao. Canh Thân nữ có thể sẽ được công ty chuyển sang các vị trí khác nhau trong tháng này. Đối mặt với môi trường làm việc và nội dung công việc mới, những chú khỉ nữ có thể sẽ gặp phải nhiều lời nói khó nghe do tính cách không phù hợp. Do đó, sự nghiệp sa sút nghiêm trọng, công việc cũng thường xuyên xảy ra trục trặc. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của Canh Thân sinh năm 1980 tương đối sa sút, bị ảnh hưởng bởi thái tuế, tháng này thể chất rất tệ, thỉnh thoảng dễ bị ốm hoặc là sốt, khiến cho cả người trông rất yếu ớt và mệt mỏi. Vì vậy, bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong tháng này, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Đồng thời, chú ý đến quy tắc sinh hoạt, đi ngủ sớm, dậy sớm, không nên làm việc quá sức. Tháng 7, đánh giá 5 sao. Mối quan hệ cha mẹ con cái của nữ Canh Thân đã được cải thiện trong tháng này. Trong tháng này nhờ có cát tinh giải thần nên tính khí của bạn khá dễ chịu, làm gì cũng suôn sẻ. Bạn sẽ trở nên hòa thuận, hiền lành hơn rất nhiều. Bạn có thể hiểu được tâm tư của trẻ con và giao tiếp với chúng nhiều hơn. Do đó tình cảm giữa hai bên trở nên thân thiết hơn, không khí gia đình cũng trở nên hòa thuận hơn. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Tháng này bạn bị thái tuế giáng đòn nhưng không hề hấn gì, vẫn bình an vô sự. Về cơ bản, tử vi có thể cho thấy sự thuận buồm xuôi gió trên mọi phương diện. Sự nghiệp của bạn đang ổn định và bạn có thể phát triển tốt hơn nữa ở nơi làm việc.
Vì vậy, tháng này của tuổi Thân tổng quan tài lộc có lẽ không quá tệ. Tháng 9 đánh giá 4 sao. Tháng 9 là tháng mang tin vui về kinh tế cho nhà Canh Thân. Bạn có cơ hội được quý nhân giúp đỡ, quản lý tài chính cũng khá tốt, biết cách làm ăn thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh. Tháng 10 đánh giá 4 sao. Bạn có sự nghiệp khởi sắc trong tháng này, với sự giúp đỡ của thiên giải, bạn hoạt động khá suôn sẻ. Ở nơi làm việc mọi thứ đều được sắp xếp quy củ, những bạn đang làm lãnh đạo có hình tượng rất tốt trong tháng này. Bạn cũng có thể đối xử với cấp dưới của mình bằng những hình thức thưởng phạt rõ ràng, vừa có lợi, vừa có tiếng thơm. Vì vậy, tất cả nhân viên trong công ty đều rất tin tưởng bạn. Họ có thể trung thành, theo bạn làm việc chăm chỉ vì sự phát triển của công ty. Tháng 11, đánh giá 5 sao. Vận trình tình cảm của những người tuổi Thân trong tháng này khá tốt, dưới ánh sáng của ngôi sao tốt lành. Mối quan hệ yêu đương đã ấm dần lên, cả vợ chồng có thể ngồi cùng nhau trò chuyện, cười nói vui vẻ, cùng nhau chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống. Vì thế mà tình trạng hôn nhân gia đình cũng hòa thuận hơn. Đánh giá 4 sao. Đường tài lộc của những người tuổi Khỉ trong tháng này có chút bận rộn. Khi Tết Nguyên đán đến gần, việc vất vả chuẩn bị đón năm mới là điều không thể nào tránh khỏi. Nhưng sau tất cả, sự xuất hiện của năm mới luôn khiến mọi người cảm thấy vui vẻ hơn. Dù bận rộn đến mấy, cũng có thể vui trong đau khổ. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm bắt được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được vận may và thành công trong năm 2022, đúng không ạ? Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh và ấn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo video mới nhất của chúng tôi, quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.